Khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 12, do ảnh hưởng bởi mưa kéo dài, hàng chục mét khối đất đá trên vách núi cao bất ngờ bị sạt lở xuống gây ách tắc giao thông tuyến quốc lộ 8A lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, có khoảng 80 mét khối đất đá cây cối trên vách núi cao tràn xuống tuyến quốc lộ 8A tại vị trí km 82+300, khu vực cầu Eo Cô Gái, xã Sơn Kim 1 gây ách tắc giao thông. Các phương tiện đi lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại tạm thời phải dừng lại để chờ khắc phục. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã nhanh chóng cử cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai trực chốt, phân luồng, điều tiết phương tiện, đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và các phương tiện ở hai đầu vị trí sạt lở. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng huy động phương tiện đến hiện trường để san gạt đất đá, khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, do khu vực hiện trường là vùng núi cao, thời tiết tiếp tục có mưa, sương mù dày đặc nên công tác khắc phục gặp không ít khó khăn. Trước đó, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023, cũng tại đây đã nhiều lần xảy ra sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông.